Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm nhé. Đặc biệt là các bác làm thợ đánh chim rẽ run. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu chi tiết cho các bác là về cái mẫu lưới tàng hình đánh chim rẽ run này. Thì trước khi mà giới thiệu chi tiết về dòng lưới này, em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về lưới đánh rẽ hoặc là phụ kiện thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Còn lưới đánh rẽ thì thực tế quay cho các bác khi lên một cái bãi lưới đánh rẽ này. Đó thì lưới này ngoài đánh rẽ ra thì các bác mua về có thể là sử dụng đánh con tép vàng. Đấy, lưới này về thông số của lưới đây thì chúng ta sẽ tính từ cái diềm dưới cùng này nhé các bác nhé, lên tới cái diềm trên đỉnh nó là 75 mắt, còn sợi lưới là sợi 15. Đấy, sợi 15 các bác, và mắt lưới là 8 phân. Đối với cái dòng lưới này thì bên cơ sở nhà em làm lưới thì chọn một cái phôi lưới cực kỳ tốt để gửi cho anh em. Cái phôi lưới này là không bị chạy mặt này các bác này. Đó, rất là chắc mặt, búng thì chỉ có đứt lưới thôi, không là sợ bị sộc rạch mặt. Còn trong cái giai đoạn này ở ngoài miền Bắc ấy thì chim bắt đầu lác đác về rồi các bác. Đấy, buổi sáng thì mấy anh em cũng đang đi gỡ chim thì đây cũng được, ngày nay chỉ được gần chục thôi anh ạ. Đấy, năm nay chim nó đi nó chưa vào cái giấc là chim nhiều. Đấy, con lưới này thì nó sẽ có hai khổ chính nhá. Một là khổ 50m và hai là khổ 100. Ví dụ khổ 50m thì em làm cho các bác là 3 cọc. Còn 100 thì làm cho các bác là 5 cọc. Còn để chăng được đánh được nhiều rẽ thì đây các bác có thể thấy là rất là nhiều cọc và nhiều lưới đây các bác này. Đấy, bởi vì một bàn đánh thường thường của anh em thợ chuyên nghiệp ấy, thường thường người ta sẽ đánh nó rơi vào tầm khoảng từ 500m đổ lên. Đấy, khóa ngang, khóa dọc. Đây con lưới thì đã được nhuộm đen tàng hình hết 100% anh em nhé. Đấy, nhuộm đen hết này. Đấy, và có bãi để cho chim xuống này. Chim này không đi anh em ạ. Chim này không đi nhiều. Đấy, gỡ từ chập tối hôm qua đến giờ mới được có gần chục. Đang đi soát lưới nhưng mà không thấy có chim lắm anh ạ. Đấy, ví dụ như cánh này, cái cánh 50m thì đánh nó dễ đối với anh em mới chơi đấy. Còn ví dụ anh em chơi lâu năm rồi thì có thể đánh cánh 100. Hoặc là những cái bờ trục mà chúng ta cần thiết thì chúng ta chơi 100. 100 thì là 5 cọc, còn 50 thì là 3 cọc anh em. Đây quay cái thành quả được chim này. Đó. Đấy, còn ngoài ra thì bên em bán tất cả những cái mẫu lưới bẫy chim đêm nhé. Đấy, nhưng mà đặc biệt trong cái thời điểm này anh em đang sử dụng cái lưới đánh tu hú. Đấy, cũng như sử dụng cái lưới đánh rẽ này rất là nhiều. Đấy, một ngày bên cơ sở gửi đi hàng 5-7 nghìn mét chứ. Đấy, số lượng rất là nhiều. Đấy, lưới thì chọn được phôi tốt làm thì anh em ủng hộ. Mặt ao này thì sau để đánh con te đây này anh em ơi. Te thì bắt đầu nó cũng đã có đi rồi các bác. Thì các bác có thể là triển khai, bác nào mà có đồng rộng của không nhiều thì chúng ta có thể là đánh. Đây được cái này mới được 7 con này. Cán rồi, 7 con này. Khá là buồn. Ok anh em nhé. Bạn nào mà cần đồ bẫy thì liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video. Chào các bác nhé.